nhá. Ngày hôm nay thì mình đang dắt cho một chú gần cái nhà thì chúng mình và có một bác khách hàng xóm đang hát những cái bài bài đàn tranh kháng nghị rất là hay. Anh gồm một quả súng 40, một cặp GX112 và một con đẩy AB, một cân vang cơ. Một bộ như này thì nó lanh quanh nó tầm khoảng 30 triệu các bác nhá, tầm khoảng 30 triệu nhưng mà đáng riêng về rất tốt. Những ngày lễ hè là cây người bồng bềnh với câu hát người liền thích hát người bắt quay thao bánh con cong cánh vườn em tên tên miên Ninh Bình nhá. Và bây giờ thì Ninh Bình sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp các bạn.